Hi, chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Đức Tiến. Và tiếp tục cái series Home Workout phát triển tối đa một nhóm cơ trong một buổi tập. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một buổi tập chân. Và các bài tập ngày hôm nay của chúng ta sẽ tập trung tấn công vào những nhóm cơ như đùi trước, đùi sau và mông. Nhắc đến buổi tập chân thì chắc chắn là nhiều anh em sẽ rất là lười tập luyện. Tuy nhiên, tập luyện ngay tại nhà và đặc biệt là không cần quá nhiều dụng cụ. Thế nên chẳng có lý do gì để chúng ta trì hoãn cả. Nào, hãy bắt đầu buổi tập ngày hôm nay nha. Bắt đầu buổi tập ngày hôm nay với động tác side squat. Ở động tác này, các bạn sẽ làm 45 giây liên tục. Ưu tiên của nó là sẽ giúp các bạn làm nóng cơ thể này, và đặc biệt là sẽ giúp các bạn làm quen với chuyển động đứng lên ngồi xuống. Bắt đầu động tác nha, chúng ta sẽ cố gắng này, để hai chân rộng hơn hông này. Lưu ý là chúng ta sẽ bật sang bên cạnh để thực hiện động tác squat. Sau đó thu về và làm như vậy 45 giây liên tục. Hít thở đều. Bật lên, tay chúng ta sẽ đưa ra sau, trùng sâu gối của chúng ta xuống, cảm nhận cơ đùi của chúng ta hoạt động. Hít thở tự do nha. Chúng ta sẽ nghỉ 30 đến 45 giây và chuyển sang động tác tiếp theo. Sau khi xong bài tập đầu tiên, chắc chắn là cơ thể của các bạn sẽ nóng hơn và đặc biệt là cơ đùi trước của chúng ta cũng sẽ được tác động, thì các bài tập tiếp theo sẽ trở nên hiệu quả hơn. Ở bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ tác động cho nhóm cơ đùi trước với bài pistol squat. Ở động tác này, để động tác có thể trở nên dễ dàng hơn và ai cũng có thể thực hiện được, thì chúng ta sẽ kiếm một cái ghế. Sau đó này, chúng ta sẽ thực hiện động tác squat từng chân một này. Lưu ý là chân phía trước chúng ta sẽ duỗi thẳng nha. Và chúng ta sẽ ngồi từ từ xuống để mông chạm vào ghế, sau đó đứng thẳng lên. Ở động tác này chúng ta sẽ cố gắng làm mỗi bên chân 12 lần. Tay chúng ta sẽ để phía trước, thực hiện động tác squat ngồi xuống, sau đó đạp lên. Một, xuống hít vào lên thở. Chúng ta sẽ đổi chân. Lưu ý là chúng ta sẽ xuống hít vào lên thở nha. Và làm thật chậm để có thể kiểm soát được động tác, cảm nhận phần cơ đùi trước của chúng ta hoạt động. Ngồi xuống thật chậm thôi. Bốn lần cuối cùng. Ok. Xuống hít vào lên thở. Cố gắng lên nào. Nghỉ 30 đến 45 giây và chuyển sang động tác tiếp theo. Áp lực của động tác sẽ giúp cho cơ bắp của bạn trở nên phát triển hơn. Thế nên đừng thực hiện những động tác quá nhẹ đối với mình nha. Bài tập tiếp theo sẽ là dumbbell squat. Mình sẽ sử dụng thêm tạ đơn. Ở động tác này chúng ta sẽ cố gắng là để tạ sát người này, khép sát cùi chỏ vào một chút, xếp hai chân đứng rộng hơn hông và mũi chân thì hướng ra hai bên. Lúc xuống chúng ta sẽ gồng bụng và xuống thật chậm thôi. Chúng ta sẽ làm 20 lần như vậy. Nào, bắt đầu. Để tạ sát người,
đúng chậm, cảm nhận cơ đùi trước chúng ta. Lúc lên giảm dứt khoát. Chú ý trên mông lúc chúng ta duỗi thẳng chân. Ok. Sẽ rất là mỏi toàn bộ phần cơ đùi trước của chúng ta. Điều này sẽ giúp cho cơ bắp của bạn bị tổn thương và việc phát triển cơ bắp sẽ diễn ra ngay sau buổi tập thôi. Cố gắng lên. Ở bài tập tiếp theo sẽ là single leg deadlift. Đây là một động tác rất tốt để các bạn có thể tập thăng bằng và đặc biệt nó sẽ tác động vào phần đùi sau cũng như là phần mông. Ở động tác này chúng ta sẽ cầm tạ. Chúng ta sẽ làm từng bên chân một thôi. Giữ thăng bằng vào một bên chân và chúng ta sẽ cố gắng là đẩy hông ra sau với tay của chúng ta về phía trước. Sau đó đứng thẳng. Một. Ở động tác này nếu đối với những người mà chúng ta không giữ thăng bằng thì chúng ta hãy để tay lên ghế để có thể thực hiện được động tác này. Rồi, bắt đầu động tác này với mỗi bên 12 lần. Lưu ý là xuống hít vào và lên thở ra. Nào, cố gắng đẩy hông của chúng ta ra sau và cảm nhận nó cơ đùi sau được kéo căng. Siết chặt cơ bụng của mình để việc thăng bằng trở nên tốt hơn. Lần cuối cùng. Ok. Toàn bộ nhóm cơ đùi sau, mông sẽ được tác động. Ngoài ra thì cơ bụng của bạn sẽ tham gia trong quá trình tập luyện. Từ đấy việc giảm mỡ của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn. Nào, chuyển sang động tác tiếp theo nha. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ tập cho đùi sau và mông với bài lunge. Ở động tác này chúng ta sẽ làm mỗi bên 10 lần nha. Setup vị trí này, chúng ta sẽ để hai chân rộng hơn hông, tay để phía trước ngực, cố gắng siết chặt cơ bụng và để thân người của chúng ta thẳng. Sau đó bước một chân chéo ra sau và bắt đầu thực hiện mỗi động tác mỗi bên chân 10 lần. Cố gắng xuống sâu hết sức có thể để tác động sâu vào phần đùi sau và mông. Nghỉ 30 đến 45 giây và tiếp tục với động tác cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay. Và bài cuối cùng của chúng ta sẽ tác động cho phần nhóm cơ mông, đó là bài single leg glute press. Ở động tác này chúng ta sẽ set up một chân duỗi thẳng và một chân còn lại của chúng ta sẽ để khoảng cách với mông tầm hơn một găng tay một chút nha. Để chúng ta có thể cảm nhận đùi sau và mông tốt hơn. Rồi, ở động tác này chúng ta sẽ cố gắng này để cho lưng của chúng ta thẳng và hơi siết bụng một chút. Việc còn lại của chúng ta sẽ là đẩy phần hông của chúng ta lên và siết chặt cơ mông lại. Và chúng ta sẽ làm 15 lần như vậy. Xuống hít vào, lên thở. Cảm nhận đùi sau và mông.
Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn toàn bộ buổi tập chân ngay tại nhà. Và các bài tập này sẽ giúp các bạn phát triển nhóm cơ đùi trước, đùi sau và mông. Và đặc biệt là chúng ta không cần quá nhiều dụng cụ. Thế nên là đừng trì hoãn buổi tập nữa nha. Và đối với những người mà chúng ta mới bắt đầu tập luyện thì chúng ta hãy thực hiện các bài tập một vòng với thời gian nghỉ là từ 30 đến 45 giây. Còn đối với những người mà chúng ta đã từng tập luyện rồi thì hai vòng sẽ phù hợp cho các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng bỏ qua nút subscribe nha, để chúng ta cùng tập luyện với nhau. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.